Lắng nghe cộng đồng mạng thì khu cabin của Sơn Mỹ Đình đã được hàng đinh vít cho chắc chắn thay vì chèn vào cát lên như ban đầu. Liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ cho trận đấu vào ngày 27 tháng 12 thì mới đây VFF đã có 2 cuộc kiểm tra Sơn Mỹ Đình và ngày 23 tháng 12 vừa qua sẽ kiểm tra thêm một lần nữa. Theo một quan chức VFF thì mặt cỏ Sơn Mỹ Đình đang được các công nhân của khu liên hợp thể thao quốc gia chăm sóc hàng ngày. Không khó để đòi hỏi cỏ có xanh mướt vì Hà Nội đang vào mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ xuống thấp nên ảnh hưởng đến chất lượng của cỏ. Về khung thành của Sơn Mỹ Đình thì các khớp nối đã được bắt phích qua sự kiểm tra kỹ càng của VFF. Các khung thành này khó bị bung như sự cố xảy ra trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund vào ngày 30 tháng 11 vừa qua. Riêng các cabin khu kỹ thuật dành cho đội chủ nhà và đội khách thì khu liên hợp thể thao quốc gia không thay đổi mới. Để tránh tình trạng cabin bị bay hay là bị đổ khi gió thổi mạnh thì khu liên hợp thể thao Mỹ Đình cũng đã dùng bao cát để chặn.